Trong một vài năm gần đây, nhu cầu chơi lan hồ điệp vào dịp Tết ngày càng cao. Các nhà vườn đã sẵn sàng nguồn hàng lan hồ điệp cho thị trường Tết Nguyên đán năm 2024 với nhiều mức giá khác nhau. Hiện giờ là đầu mùa, đâm ra là cái việc nhập hoa vào cửa hàng số lượng rất là nhiều. Đa số thì vẫn những cái màu cơ bản là như hồng, trắng, tím, vàng. Có nhiều loại lan, ví dụ như là hoa đại này, hoa mini và hoa bình thường. Dao động từ khoảng 250, 350, nó tùy. Có những cành hoa đại thì lên đến 1,5 triệu. Tuy nhiên, theo một số chủ cửa hàng, do tình hình kinh tế khó khăn, người dân và doanh nghiệp thắt chặt chi tiêu nên sức mua năm nay chậm hơn so với mọi năm. Điều này đồng nghĩa với việc doanh thu dự kiến sẽ giảm đi phần nào. Cái sản lượng năm nay bán ra thì khả năng sẽ giảm hơn so với các năm trước, bởi vì năm nay kinh tế nó khó khăn hơn. Chính vì điều đó cho nên là bên chúng tôi đã giảm số lượng đi khoảng độ 20-30% so với năm trước. Kỳ vọng của mình năm nay thì cũng chỉ mong làm sao bán được cái số lượng hoa nhưng mà phục vụ được cho tất cả bà con. Mua được hoa và chơi được hoa, lan giá tốt nhất, phục vụ tận tâm, chuyên nghiệp, uy tín. Những năm gần đây, sức hút của lan hồ điệp ngày càng rộng và có được sự quan tâm chú ý của nhiều khách hàng. Hồ điệp đã cạnh tranh trực tiếp với các loài hoa Tết truyền thống như hoa đào, hoa mai hay quất, vốn là những biểu tượng đặc trưng của Tết Việt.